Chào các bạn nhé. Hôm nay kênh tiếng Việt này vừa mua một cái bóc này. Cái bóc X96 X9 này. Đây này, con này con mới này. X96 X9. Con này là con X96. Con này thì quảng cáo ra Full HD thì mình xem là con thấy là ra rồi. Con này cũng quảng cáo ra được 2K nhưng mà nãy mình xem trên phần mềm cài đặt của nó thì không 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 thấy có ra đến 4 Full HD. Còn không rõ là mình chưa biết cách sử dụng như nào nhưng mà chưa ra được. Vẫn là 1080 thôi. Mình vào cái phần cài đặt của nó này. Chúng ta sẽ xem. Chuột này thì quảng cáo sửa tiếng nói nhưng mà mình thấy không 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 được. Tốc độ thì nhanh hơn. Đây, tốc độ thì nhanh hơn con này. Tốc độ thì có con này thì nhanh hơn. Đây, con này nhanh hơn con này. Nhưng mà về hiệu quả thì nó cũng mang lại kinh nhau. Khoảng 1.9 1.10 thôi. Tiền thì đắt gấp đôi. Chuột thì hai điều khiển thì các bạn dùng cái điều khiển nào cũng được của hai con. Con này làm có vẻ có cái anten thì nghe giống ghê hơn, bật lên giống ghê hơn. Mình nhìn thì nó thấy nó cũng na ná như nhau, tốc độ thì nhanh hơn một chút nhưng mà hình hiển thị thực tế lên thì cũng không hơn nhau được tí nào mấy đâu, nó chắc là chỉ có 90 95 95 mới so 100. À, giao diện của nó đây thì các bạn xem giao diện. Giao diện thì hơi hiện đại hơn, nghe sành điệu hơn. Giao diện thì sành điệu hơn con X96 thường kia. Đó. Giao diện thì sành điệu hơn. Đây chúng ta sẽ mở về cái YouTube chúng ta xem. Độ nhạy thì cũng như nhau thôi, độ nhạy của điều khiển cũng như nhau. Còn cái phần mềm này thì các ông ấy cài đặt này. Linh tinh cả. Mình mua cái gốc các ông ấy cài đặt năng nhàng cả. Các ông ấy cho cái bản ông tự cài đặt chắc là giao nhầm nhưng cũng không sao, cái đấy thì mình xóa bớt hết. Đây. Xem video 2K này. Thực tế là cái màn chiếu này của mình hiện nay là mình phát qua cái màn chiếu này của mình thì nó là Full HD. Full HD cộng. Đây. Còn đây là video ra 2K này. Tốc độ xử lý thì nhanh hơn một chút, có vẻ cũng mượt hơn. Đây nó đang ở 2160 kìa. Hai một sáu mươi đây. Đấy. Nên 4K ghi 4K 2160 là 2K chứ. Thực ra với cái mức tiền đấy thì mình thấy nó cũng mức đắt gấp đôi. Đây con này đắt gấp đôi con này thì mình thấy cũng cũng lãng phí, cũng không 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 nhất thiết. Đấy.
Mà đây cái vấn đề quan trọng là mình sẽ xem cho các bạn xem nhé, cho các bạn xem nó có hỗ trợ này. Đây mình sẽ quay trực tiếp lên đây. Đây mình sẽ bật cái ấy của nó này, cài đặt của nó này. Đây clip play, các bạn nhìn bên góc góc kia là clip play này. Scene resolution này. Đây, nó kịch tầm nó chỉ lên đến 1080, mình không hiểu 1080 kịch tầm của nó là 1080 đây. Các bạn nhìn thấy chưa? 1080 60 Hz này. Mà hết rồi nó chỉ có 2160 hoặc là 4 bao nhiêu đâu. Đấy, từ 480 lên lên. Mình cũng chưa hiểu cái đoạn này như nào. Con kia con 1,2 triệu của mình nó cũng cũng như thế này. Đấy, play mode thì mình sẽ để kịch kịch. Thế nên là mình cũng chưa rõ là cái 2K của nó ở cái chỗ nào. Đấy. Đây con này quảng cáo thì là Amnogic nọ kia các thứ thì còn hai nõi. Hai xem nào, đây RAM 4 này, NAND này, quyền lực nọ kia đây này. CPU kép bao gồm loại kép AMG A53 1,7 và một loại tứ này A73 chạy tốc độ 1,7, tổng cộng có 6 lõi này. Đoạn này là mình cũng chưa hiểu lắm nhưng mà nhìn thấy toàn là 1080 để mình tra Google xem là cái độ phân giải 2K là gì nhá. Mình sẽ tra Google độ phân giải 2K là gì để xem giải thích cùng với các bạn xem. Mua con Android 2 triệu mấy rồi. Mình nghe là nó có vẻ nó tương xứng số tiền là đang nghi ngờ đây. Đây để mình sẽ tra Google không, tra Google độ phân giải 2K. À, 2K của nó thì cũng chỉ là 2040 nhân 1080 thì có thể là nó hiện cái đầu kia là đầu 1080. Đấy. Cam là xấp xỉ 2000 thì chắc là đầu kịch kia của nó là 2048 nhân 1080 thì nó hiện bên kia là 1080 thì có khả năng là như thế. Chứ nó không hiện là 2048. Còn video 4K nếu mà là 4K thì nó sẽ hiện cái gì để xem nào. 4K là gì? Độ phân giải 4K của nó thì chúng ta thấy nó là 3840 nhân 2160. Rồi. Rồi, còn độ phân giải kia nó là 2140 nhân 1080 thì cái kia khả năng nó hiện cái thấp. Nó hiện cái chiều dọc là 1080p kia, bởi vì mình nhìn thấy kia là mình thấy có hai cái 1080 thì mình đang nghi ngờ. Đúng rồi, rồi có chấp nhận nó là 2K đi nhé, con này ra được 2K. Còn hình 2K với Full HD thì nó hiện lên nó có đẹp hơn không, chúng ta sẽ trở về bởi nó còn liên quan đến cái máy chiếu nó hay là cái tivi nó có thể hiện được không. À, xem nữa. Nó phải thể hiện được cái đầu vào nó ra được như thế, nhưng mà nó phải thể đầu ra của hình ảnh nó phải thể hiện được thì nó mới là ok, còn nó không thể hiện được thì không. Không thể hiện được thì cũng là vứt. Đây đây là con máy chiếu nhá, ra Full HD cộng nhá, ra được qua Full HD rồi đấy chứ.
Đây. Bởi vì là cái đầu ra của máy chiếu của mình nó là Full HD cộng, nó chưa được 2K. Nhưng mà cái đầu phát này thì đã ra được 2K rồi đấy, chấp nhận ra được 2K rồi đấy, nhưng mà cái máy chiếu nó chưa được 2K nên nó thể hiện như này. Nó cũng hơn được cái bóc kia một chút. Độ hơn nhiều thì nó cũng không hơn nhiều lắm đâu. Nãy là nghi ngờ là hơi hơi nhầm đấy. Con chấp nhận nó là ra 2K. Tiền đắt gấp đôi, một con là 1 triệu, 1,2 triệu, một con là 2,4 triệu đấy. Cả ship sủng. Đấy, nhưng mà thôi. Bởi vì mình chuyên bán máy chiếu với mình thích công nghệ xem tivi thì cứ mua cái độ phân giải nó cao xem nó sướng. Đấy, ví dụ đây xem thích không? Ừ. Con này thì nó cũng chỉnh nhiều thứ phết đấy, bên trong thì cũng chỉnh cân chỉnh độ sáng, cái bóc này mình cân chỉnh độ sáng riêng được, độ tương phản nó kia nó không được chi tiết, nó không được độ nét, nhưng mà độ tương phản nó cân chỉnh được này, độ sáng cân chỉnh được này, ở cái bóc nhé, bản thân ở cái bóc nó cũng cân chỉnh được, với giao diện nó cũng tương đối hiện đại. Như Android 9, phát triển từ Android 9, con này mình thấy ghi là Android 9, chắc là ông cài đặt. Chứ nó không phải Android 11 nữa. Rồi, giới thiệu cho các bạn này cái con bóc này thôi, và mới lấy và lấy giới thiệu cho các bạn nào có mua các bạn tham khảo. Đấy, mình dùng cái tốc độ nó cũng cao hơn này. Đây, con này đây, đây vừa mua này. 2 triệu ba mấy chục này. Con này thì 1,2 triệu này. Cùng một hãng nhé, vẫn cùng cái ông X96 này, các bạn mua trên mạng mua nhà giống nhau. Hiệu quả thì mình không thấy cao hơn lắm, nó nhiều lắm đâu, nói thật với các bạn thế, 95, 90, 100. Nhưng thôi thử cũng gọi là trải nghiệm. Bởi vì mình bán đồ công nghệ muốn cái nó tốc độ nó cao rồi. Hình nó led để đây, đây bán cái máy chiếu này chuyên siêu gần. Để quay cho thể hiện cho các bạn nó đẹp nhất. Rồi, xin chào các bạn.